Xin trân trọng giới thiệu với các bác ghé thăm hai trang trang web của tôi. chimu.com vô luôn. Đó. Rất là nhiều. Anh cái file nào đấy? Dạ. Hôm nọ em gửi cho anh cái file nào đấy mà. Cái đấy là cái con của cái đôi mà mới đầu em bỏ hai con cái nhưng mà xong không phải, vẫn một đực một cái. À. Vâng. Thế mới đầu cái em con... bảo bây giờ là em lại tự nhận. Có nghĩa là mới đầu là nó có nghĩa là nó đẻ hai lần nhưng mình không để ý. À. Thế là thấy có bốn quả trứng tưởng hai con. À. Vâng. Thế thì lúc đấy lại đổ cho anh Thao là hai cái. Thì đấy thì em bảo là không biết là liệu thấy nó bốn quả trứng thì em tưởng là hai con cùng đẻ. À. Vâng. Thế nên là nó phải kiên trì chứ chưa thi đã. Vâng. Vâng, thì hôm đấy bảo là không biết thấy nó bốn quả trứng nên là lanh quanh như là chim gáy thời điểm này là một là nó sẽ không căng mà nó hay bị mất giọng. Nên ra là em phải kiên trì một tí ra Tết đi, tại vì ở đây có những con anh thì em mới tiểu hỏi em bảo là xem như mà cái con bố của cái con mạnh gửi cho em con thủ bầu nên là cái giọng nó có to không? Bố của nó quá hay luôn đấy. Vâng, đây còn cái con mà cái đôi mà anh vừa gửi cho em mà đầu tiên nên nó đang dỗ này này. Ờ kệ nó phải tầm 5 rưỡi đổ ra là 2 năm bắt đầu mới gọi là tạm tạm ổn. Vâng. Thì cái con cái đôi đấy thì là con đực thì là thổ xịn rồi. Nó thấy vụ ghê đấy, hôm em gửi cái file cho anh ấy. Mẹ nghe thế còn không phải thổ nữa thì có mà vứt bỏ. Vâng. Ừ. Vâng, cái con thổ bầu thì vẫn chưa thấy nó phá rộng. Cái con thổ bầu mà anh gửi bầu thì nó hơi nâu hơn, bầu nó hơi nâu hơn. À, nó lâu hơn gì? Ừ. Vâng, thấy nó gáy tốt ghê đấy nhưng mà chưa thấy nó phá rộng. Ăn thua gì mới có gọi là ấy. Vâng, thì bảo là lâu lâu cũng hỏi điện hỏi xem anh có khỏe không, mới lại hỏi xem là cái giọng thế này nó có kiểu nó mới này sao nay mai nó có vỡ giọng không. Ờ thôi được rồi. Vâng. Thế nào biết thế là ok rồi. Vâng vâng vâng. Mọi vấn đề vâng, vâng. Chờ đợi thêm một tí nữa. Rồi rồi, ok ạ. Vâng vâng. Ừ. Đang cho chim ăn đây này. Dạ alo ạ. Dạ chào sư ạ. Dạ giờ mình cho ăn thêm gì ăn hai này. Bây giờ là như thế này nhá sư nhá, bây giờ là nó chỉ ăn lúa thôi. Nó chỉ ăn thóc ăn lúa thôi, nhưng mà có một cái điều là mình di chuyển thì nó cũng hơi bị stress, nó hơi bị tâm hơi lý một tí. Này. Hai nữa là cái con chim này thì thường nó ăn về cái tầm buổi chiều tối. Nó hay ăn buổi chiều tối, thì bây giờ sư làm như thế này cho nó dễ nhá. Sư kiếm một cái lồng nó diện tích nó vừa phải thôi. Nó ví dụ như cái lồng trên kênh nó rộng 30-40, dài 30-40 gì đấy đấy. Đại khái là mình thả hai con chim đó cho nó không cần phải bậu lên cầu làm gì, hay là để cái cầu sát xuống sàn. Sau đó sẽ lấy cái khay đá bằng nhôm mà nó rộng rộng đấy. Hoặc là cái mặt nghĩa là như kiểu cái đĩa đó. Nghĩa là mình hình dung là nó đứng luôn ở trên cái mặt đất và nó dễ ăn dễ uống nhất. Chứ nó không thò mồm vào cống hay là nó khó ăn đi hả? Hoặc là mình có thể là mình lấy lại một con chim nào nó già hơn nốt chung với hai con đó nhé. Thì mình để thức ăn nước uống làm sao cho nó dễ ăn nhất để cho nó quen, nó hồ nó ấy kìa. Thực ra là nó những cái con chim này nó có thể nhịn được khoảng gần 2 ngày cơ mà. Thế nhưng mà vô đó thì nhưng mà nó ở chỗ ăn thao nó vẫn ăn thóc. Nó khỏe mạnh lắm, nó khỏe mạnh lắm. Hai con đó thì cực kỳ khỏe mạnh luôn. Nó tự nó ăn nhá. Nó ăn được lâu rồi. Vâng. Nó ăn được lâu rồi, đâm ra là nó bay nhiều lắm. Vâng, thì mình treo nó để nó vào cái lồng đó và để thức ăn theo kiểu như đó và để ở chỗ nào nó yên tĩnh cho nó tự nhiên. Đặc biệt là nếu mà có một con nào đó thả chung vào nó thì nó sẽ tự nhiên hơn. Đó. Vâng. Nếu mà từ giờ đến tầm 6 giờ tối nay mà nó đến 6 7 giờ tối nay mà sư nhìn thấy nó không ăn, hoặc là mình bắt thử một con mình kiểm tra ở trong cái diều của nó mà nó không có thì sư phải điện lại luôn nhá. Vâng vâng vâng. Ừ, tại vì là nó cũng không thể tránh được cái trường hợp là nó quên bữa rồi nó lả, nó nọ thì mình phải hỗ trợ nó theo cái kiểu khác. Đấy. À rồi rồi. Nếu còn con chim này là nó vâng vâng nó cứng cáp, nó tự ăn được khoảng hơn 1 tháng rồi.
Vâng. Chắc nó cũng từ địa điên nó ăn mà. Vâng vâng, không cái này không sao đâu. Nó như có trong thể... nhà nó vang không à? Không không, chỉ có lúa không thôi nhá, không có gì hơn nhá. À, vâng vâng rồi. Vâng, chỉ có lúa để vào một cái khay đứng ở trên sàn, mình gọi là cu đất, nó hay ăn ở trên đất. Nó ăn ăn ở mặt đất, tại vì ở nhà là nuôi là cũng toàn thế đâu, nó không không phải là cho vào một cái lồng xong rồi có mấy cái cống, có một cái miệng nhỏ nhỏ nó thò vào nó ăn, nó không quen cái đấy đâu. Dạ dạ. Đấy, bây giờ là phải làm nào kiếm cái khay đá bằng nhựa, bằng nhôm, bằng nhựa gì đó mình để luôn dưới cái mặt sàn chân nó và để cái cầu thật thấp xuống. Nên là mình cảm giác nó đứng đó là nó có thể cúi đầu xuống nó ăn được luôn. Đó. Đặc biệt là thả chung với một con nào đó thế là nó sẽ có cái ngôn ngữ đồng loại, nó sẽ ăn, nó sẽ tự nhiên hơn. Mình không lên ngó nghiêng nhiều. Đấy. Chắc cú nhất là cứ đến tối hôm nay 7 giờ tối nay mà đến cái giờ chim đi ngủ mà mình kiểm tra bắt thử một con mà thấy nó có diều xạo xạo là ok rồi nhé. Còn nếu mà nó phòng thì mình kiếm một vài cái hạt ngô xin đâu hay là như nào đó thì mình trong trường hợp mà tối nay nó không ăn được thì mình có thể nhét 3-4 hạt vào trong cái miệng của nó. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tình huống đó là không đến nỗi đâu, không phải như thế đâu. Nhá. Thì nó phải có cái sự thích nghi nhá. Vâng, cứ để như thế nhá, để lúa không thôi nhá. Dạ rồi, vâng, xin vâng. Cảm ơn anh Phan nhá. Dạ vâng. Vâng, hỏi thăm sư thầy là tình hình thế nào vậy ạ? À, thầy để khách ở đó, thầy thấy nó ăn rồi ạ. À, rồi, nó ăn rồi là tốt rồi thầy ạ. Vâng, nó ăn rồi là tốt rồi, nó ăn mình cứ để như thế, duy trì trong vòng khoảng một tuần nữa cho nó ổn định đi, xong thì mình muốn thả vào lồng rộng hay là muốn chế độ gì cũng được, tại vì nó thay đổi khí hậu giữa hai vùng miền khác nhau thì mình thấy nó ăn như thế là mừng rồi thầy ạ. Chứ muốn cho nó mến nhiều lắm, rồi mình nhốt vào lồng nhỏ nhỏ thôi. Vâng, để cho nó ổn định khoảng vài ngày thì bắt đầu là mình muốn thả vào đâu thì thả. Vâng. Tại vì nó vâng thì xin ý kiến thầy một chút là cái khi mà thì thầy nhận đấy thì đầu tiên là thầy thấy đôi chim thầy có thấy ưng ý không? Cũng ưng ý đó, tại mình cũng thích mà. Không, ý là đang nói là thầy có thấy nó có nó nhanh nhẹn mà nó mượt mà nó có đẹp đẽ không? Đạt chim ăn này cũng nuôi chất lượng đấy nên nó đạt. Đạt đúng không ạ? Nó thầy thấy nó như thế nào? Cái hình thức và cái tướng tá của nó như thế nào? Mập mạp và khỏe mạnh. Mập mạp khỏe mạnh đúng không ạ? Dạ. Lông chơ có bóng mượt trôi chảy không? Được cho nó nhưng là thật đấy là sư thích lắm. Dạ vâng. Vâng, đó, thì từ cái việc mà thầy đã chuyển khoản trước đó thì bên chim cú gáy hay cũng đã không cần phải gì cả, gửi đến cho thầy đúng theo cái thỏa ước và đến giờ phút này là con chim đã ăn uống khỏe mạnh và gọi điện hỏi thăm thầy như thế, chúc thầy có niềm vui từ cặp chim đó. Dạ, vâng, chào sư thầy ạ, vâng. Đó, anh Thao hả? Anh Thao, mình anh Thành nhận được rồi anh Thao ơi. Rồi, nhưng mà chưa giờ lâu bu quá, chưa điện cho anh. Anh là khách hàng ở đâu nhỉ? Thay rồi, anh xe nào nuôi 357 hả? Anh Thành. Em phải đổi sổ ra mới biết được khách hàng đó. Tân Thành, hai chim trống mà. À, anh Thành hai chim trống, ok. Rồi. Anh thấy chim có to đẹp không? Rồi ok được. Nhưng mà nó biết gãy chưa? Chim đấy là nó biết đạp mái rồi. À gãy luôn rồi. Vâng. Mới bắt về hồi trưa mà lu bu quá làm cái cắt mấy cây á rồi bỏ vô để mất công bỏ vô cắt cây mới quản. Rồi lon cắt cây xong. Anh Thành chuyển khoản cho nó bên em 2.3 đúng không? Đúng rồi. Hai chú Huy về đâu đây? Về quận 6 Sài Gòn mà. Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Anh nhớ nó khỏe mà nó mới về nó lạ nó mai đặc. Nhưng tướng tá được không? Được, tướng tá nó to.
Nó còn nhưng mà thấy thấy cái đầu nó nhỏ anh. Không, được 100% tất. Được phải không? À, thấy cái đầu nó nhỏ nhỏ mới biết. Được. Em khẳng định được luôn. Rồi ok, với ôi anh bỏ cái bông đó làm gì vậy anh sao? Bỏ bông đấy để cho nó đi đường dài, là cái bông này nó giữ nước, thế là nó ua thò vào cái bông đấy, là nó uống nó không sánh mất nước. À rồi, không nó lặc hết luôn, nó quậy. Không kể cả ấm ẩm một tí, nhưng mà con chim nó khát là nó vẫn phải uống. À nhưng mà vậy cái bông mà vô tới đây bỏ được. À bỏ, đấy là chẳng qua là mình tránh cái trường hợp nó sánh nó hết, nó sánh nó đổ hết nước ở trong cái cống đấy, do sợ trung chuyển, như người ta là người vận chuyển, người ta không nuôi chim thì mình phải lường được những cái tình huống đấy thì mình phải làm thế. Không mà nó khô, từ thấy nó khô eo à, biết ăn thì khô chắc là nó uống nhiều thì nó đến lúc nó hết thì đại khái là vào thì nó chim khỏe mạnh là được rồi. Khỏe mạnh nhưng mà tự nhiên nó lặc luôn cái rồi thì nó vừa hết, đó là vừa hết. Chắc là bên văn phòng nhà xe họ biết vừa đủ đó, chứ còn nếu mà không là bên văn phòng nhà xe họ sẽ có trách nhiệm họ đổ vào tiếp. Thì ăn niêm phong hết rồi mà, hay niêm phong. Niêm phong nhưng mà nó vẫn đổ được nước vào, nó chỉ không bắt được chim ra thôi. Nó bắt chim ra là phải lấy kìm cắt những cái ghim sắt đấy. Ờ đúng rồi, mình làm này là mình chỉ phòng người ngay thôi chứ phòng là sao được người gian này. Đúng rồi. Dạ, mình làm này, hay nên là cái ekip của em từ đây vào đến văn phòng bến xe miền Đông là toàn quen rồi, từ bến xe miền Đông vô đến anh thì cũng là quen rồi, nên là không có trường hợp là bị cháo đổi gì đâu. Không thì mình không sợ cháo đổi đâu, thì chim nói chung là nó cũng khỏe, nó bay đập rặt rặt, nó thấy mình nó bay đập rặt rặt thì nó mới nó đi hơi stress tí, kệ nó mới ổn định mất một vài ngày. Nhưng mà mình đừng có thả vô vội đúng không anh? Mình thả nó vào cái lồng với diện tích vừa phải thôi, chật để cho nó ăn nó uống cho nó ổn định đi đã, xong bắt đầu mới cho ra lồng rộng. Rồi ok. Cho okay. Cái lồng nó chỉ đứng xong nó nhìn thấy thức ăn luôn, xong là cho nó xem nó đi, thứ nhất là nó mệt mỏi, thứ hai là nó vào đó khí hậu nó khác ngoài, nào nó bị stress, nó bị thay đổi cơ địa của nó. Không, ý là cái bỏ vô cái chuồng lớn chỗ mấy con mái. Đừng bỏ vội mà anh bỏ ra cái lồng nó vừa phải thôi, nó nhỏ nhỏ thôi, để cho nó ăn uống nó ổn định đã, cho nó rồi. Cái thể lạng thể trực, còn thời tiết cái thứ khi mình bỏ lồng rộng là nó phải tìm thức ăn, mà nó bỏ mất 2-3 bữa nó lả con chim, nó gầy, nó đuổi nhá. Nhưng mà mình để thức ăn ngay ở gần nó ăn nó ổn định 2-3 ngày thì mình thả vào cái lồng lớn sau. Anh thấy không, vừa mới mình mới cột vô mấy cái lồng lớn gần với chim mái á, rồi thì nó ăn nó uống rồi. À nên nếu mà nó ăn uống được, nhưng mà đấy là tôi gọi là kinh nghiệm là mình nên có cái sự thích nghi từ từ. Rồi ok, chắc để 7-10 ngày coi mấy kia nó như thế nào là mình mới bỏ vô đúng không? Đúng rồi. Nó gù rồi mình mới bỏ vô. Mình nên treo nó ở gần nhau cho nó ổn, cho nó quen nhau, cho nó làm quen nhau, rồi bắt đầu mình thả từ từ vào cho nó khỏi sốc. Rồi ok anh rồi yeah. Cơm nước gì cho anh, cơm nước gì đây, đang chuẩn bị ăn đây. Rồi ok, hai ăn ngon miệng nha. Rồi cảm ơn anh nhé. Rồi ok, thấy cái lồng đi nóc cũng đẹp lắm. Dạ rồi rồi luôn, thế cho nó an toàn mà anh em có thể sử dụng nuôi bất kỳ con gì cũng được. Rồi ok anh, cảm ơn Thảo nha. Dạ.